Bạn gái cũ treo status sốc khi biết Kevin Khánh làm đám hỏi với Khởi My. Hot girl Fendi Nguyễn dằn mặt bạn bè bằng một dòng trạng thái ngắn gọn. Đám hỏi bất ngờ của cặp đôi Khởi My Kevin Khánh tổ chức vào ngày hôm 25 tháng 4 đã khiến cho cả làng giải trí sững sờ, cả cộng đồng mạng xôn xao. Như vậy, sau nhiều năm úp mở chuyện yêu đương, cả hai đã quyết định tiến gần hơn tới giai đoạn hôn nhân. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Nhiều bạn bè thân thiết và đồng nghiệp đã gửi đi những lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi nghệ sĩ trẻ tài năng. Cùng với đó, một nhân vật đặc biệt đã đăng tải status có liên quan tới sự việc này khiến dân mạng chú ý hơn cả. Ấy chính là bạn gái cũ của Kevin Khánh, cô nàng Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Fendi Nguyễn, viết vài chữ ngắn gọn như sau. Người ta cưới là chuyện nhà người ta, hỏi tôi làm gì, khi nào tôi cưới thì hỏi vậy nha. Dường như hot girl đã được bạn bè hỏi thăm khá chu đáo trong ngày hôm qua và điều này đã khiến cô vô cùng cảm thấy khó chịu. Trước Khởi My, Fendi Nguyễn chính là người yêu hot girl của Kevin Khánh. Chuyện tình cảm của cả hai kết thúc vào khoảng năm 2013 khi Kevin Khánh bắt đầu hợp tác, cụ thể là đóng chung MV với bà xã bây giờ. Fendi Nguyễn khẳng định đã chia tay Kevin Khánh. Bạn gái cũ luôn bị làm phiền trong ngày Kevin Khánh tổ chức đám hỏi với Khởi My. Khán giả nói gì khi Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng truyền hình? Trước thông tin Trấn Thành bị cấm lên sóng truyền hình Vĩnh Long, nhiều người đã có ý kiến đồng tình với nhà đài. Mới đây, thông tin Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa lên sóng của đài đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi Trấn Thành từ lâu tới nay vẫn là một cái tên mời còn khó có mặt tại các chương trình truyền hình. Trấn Thành là cái tên cực hot đối với khán giả. Việc bị cấm cửa lên hình ảnh của nam danh hài này khiến cho dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Điều cũng là dễ hiểu bởi gần đây, cái tên Trấn Thành dính với nhiều scandal về việc anh quá kiêu căng với khán giả. Vì vậy, có nhiều ý kiến cho rằng Trấn Thành diễn hài quá nhảm, không phù hợp với người xem truyền hình. Lý giải về việc cấm Trấn Thành, Giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên cho rằng xuất phát từ việc siết chặt nội dung của đài, nói không với hài nhảm dung tục. Thông tin Trấn Thành bị cấm cửa lên sóng của đài truyền hình Vĩnh Long được nhiều khán giả ủng hộ. Độc giả Nguyễn Nga cho rằng, tôi ủng hộ cách làm của đài, chọn người lên sóng bên cạnh việc họ có tài năng, thu hút được quảng cáo, thì còn phải xem họ có đủ tư cách để ngồi vào những chương trình đó hay không. Facebook Lê Mạnh Hải viết, có thể lượng người xem giảm, nhưng cần chính chỉnh để tác phẩm sạch và văn minh. Mong rằng các đài khác cũng sẽ cắt hợp đồng với những người diễn hài nhảm tục và không phát sóng những chương trình này. Có thể thấy, nhiều khán giả vẫn ủng hộ những chương trình truyền hình có tính nhân văn, ý nghĩa hơn là những chương trình đơn thuần giải trí, hài nhảm mà bấy lâu nay vẫn tồn tại trên các kênh truyền hình. Bình luận về việc đài Vĩnh Long chọn án phạt với Trấn Thành, nhà thơ Phong Việt cho rằng đó là quyết định hợp lý. Nhà đài cần rating nhưng không có ý nghĩa bất chấp tất cả để có rating. Đài Vĩnh Long chọn cách siết chặt hài nhảm chứng tỏ họ chọn cách phát triển bền vững. Trấn Thành không phải là người duy nhất diễn hài nhảm. Đài Vĩnh Long chọn anh ấy có lẽ vì Trấn Thành là cái tên đình đám nhất hiện nay. Cùng một tiểu phẩm có yếu tố dung tục nhảm, nhưng do anh ấy diễn sẽ ảnh hưởng hơn so với diễn viên khác. Sự nổi tiếng đình đám của Trấn Thành cũng là một lý do anh bị soi xét nhiều hơn. Sự việc này như một án lệ để các nghệ sĩ khi làm việc phải có giới hạn, không nên vượt qua giới hạn văn hóa. Đây cũng là một cách đưa các ngôi sao đưa vào khuôn phép. Qua sự việc này, Đài Vĩnh Long như nhắn nhủ tới nghệ sĩ, nếu đài cấm được Trấn Thành thì có thể cấm được tất cả, nhà thơ Phong Việt nói thêm. Phản ứng kỳ lạ của Nguyệt Ánh khi biết Trấn Thành bị cấm diễn trên truyền hình. Thái độ quyết liệt của nữ diễn viên khi thấy Trấn Thành gặp tai nạn nghề nghiệp. Thông tin đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa Trấn Thành hiện đang gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới truyền thông và dư luận. Nguyên nhân được cho là có liên quan tới những ồn ào xung quanh, nạn hài nhảm và phát ngôn. Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm nhí thì hãy tắt TV, đầy thách thức của MC đắt xô nhất Việt Nam. Chưa hết, một số tin đồn còn cho rằng Trấn Thành cũng sẽ bị hạn chế xuất hiện trên các kênh của đài truyền hình Việt Nam VTV. Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, trong trường hợp này, Trấn Thành có lẽ vẫn nên cảm thấy ấm lòng khi biết rằng xung quanh anh vẫn tồn tại những người bạn, người đồng nghiệp thân thiết không quên động viên, bên vực giữa sóng gió. Điển hình trong số đó chính là nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình, nam diễn viên Duy Khánh, cô giáo Khánh và Cát Phượng.
Tuy nhiên, có một nữ diễn viên khác lại công khai phản đối, đối lập những nghệ sĩ trên về thông tin Trấn Thành bị cấm diễn, ấy chính là Nguyệt Ánh, cô dâu Ấn Độ, còn tích cực để lại bình luận ở phía dưới. Hành động like của Nguyệt Ánh được cho là đồng tình với status phản đối Trấn Thành. Giữa bão lùm xùm bị truyền hình Vĩnh Long cấm cửa, Trấn Thành bất ngờ cầu xin fan đừng làm điều này. Lo sợ fan tẩy chay truyền hình Vĩnh Long vì cấm mình lên sóng, Trấn Thành đã phải lên tiếng. Chiều qua, ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long thông báo đài này quyết định ngừng phát sóng các game show có sự xuất hiện của MC Trấn Thành với mục đích siết nội dung hài nhảm hài tục trong các chương trình. Bức xúc thay cho đàn em, các phượng chê quyết định cấm cửa Trấn Thành của đài truyền hình Vĩnh Long là hèn và không cần lên sóng truyền hình Vĩnh Long, Trấn Thành vẫn là ngôi sao sáng giá. Bên cạnh đó, các phượng tiết lộ đài truyền hình Vĩnh Long trước đây từng lay lục Trấn Thành tham gia các chương trình để hút khách nhưng giờ lại phủ với anh. Nguyên văn status của các phượng như sau: đài Vĩnh Long này là cái đài nào, đang đứng đầu tất cả các đài à, cấm đoán Trấn Thành là sao, không có đài Vĩnh Long, Trấn Thành vẫn là một Trấn Thành sáng giá nghe. Trước đây lại lục Trấn Thành tham gia các chương trình để hút khách, sao giờ to tiếng cấm đoán, hay Trấn Thành không nhận lời tiếp tục tham gia các game rồi lên tiếng cấm. Dùng cái từ cấm nghe sao lố lăng, lố bịch, hay là cái đài Vĩnh Long này muốn chơi chọi để bàn dân thiên hạ chú ý đến đài của mình nhiều hơn nên lấy Trấn Thành ra làm tiêu đề, tiêu điểm, hèn. Sau đó bạn gái của diễn viên Kiều Minh Tuấn đã xóa status này mà không biết lý do vì sao. Nhiều người dự đoán Trấn Thành xin đàn chị xóa status với lý do không nên đổ thêm dầu vào lửa. Không riêng các phượng mà nhiều fan Trấn Thành kêu gọi tẩy chay truyền hình Vĩnh Long, thậm chí thể hiện điều này dưới status Harry Won động viên chồng lúc khó khăn. Đi làm sẽ có chút vất vả, dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh yêu thương anh tuyệt đối. Vợ luôn sau lưng anh, nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn anh nhé. Thế nhưng, Trấn Thành lại cư xử tinh tế, mong khán giả nào yêu thương và hiểu anh thì đừng làm như vậy. Trong những ngày vừa qua, có nhiều bạn đăng lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi mong mỏi các bạn khán giả nào yêu thương và hiểu Trấn Thành thì đừng làm những việc như vậy, để chúng ta có thể nhân rộng tình thương yêu giữa nghệ sĩ với các đơn vị hợp tác. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà kéo theo những việc không hay khác. Nếu lượng khán giả yêu thương Trấn Thành vẫn luôn bên cạnh thì đó là động lực lớn để giúp tôi có thể làm việc tiếp. Hy vọng những người đã yêu thương mình không vì chuyện này mà thay đổi tình cảm đó. Song song đó, nam MC khẳng định các nhà đài vẫn làm việc bình thường với Trấn Thành, tôi vẫn có những hợp đồng riêng của mình, những chương trình đã và đang thực hiện vẫn được phát sóng bình thường. Về kế hoạch làm việc với đài truyền hình Vĩnh Long trong tương lai, Trấn Thành chia sẻ với Trí Thức Trẻ: tại thời điểm đó tôi cảm thấy đây chỉ là một sự tạm dừng trong công tác với đài truyền hình Vĩnh Long với chương trình này. Đó là chương trình tuyệt đỉnh Song Ca Nhí. Nếu có dịp thì tôi và quý đài vẫn hợp tác làm việc những dự án sau. Tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại trong một chương trình phù hợp khác để có thể gặp gỡ lại quý vị khán giả và mong rằng sẽ lại có được sự đón nhận như mọi người đã từng. Sau cùng Trấn Thành cảm thấy hối hận vì từng phát ngôn ngông cuồng. Nếu khán giả thấy hài nhảm hãy tắt TV. Tôi nghĩ đây là một sự cố không đáng có. Đôi khi vì thật thà quá tôi lại có những lời nói khiến người khác hiểu lầm ý của mình. Thật sự Trấn Thành là may mắn được khán giả yêu thương và dành cho mình quá nhiều tình cảm, sự ưu ái để có được những ngày hôm nay. Tôi không bao giờ có ý dám mạo phạm khán giả một cách ngông cuồng như vậy. Nếu quý vị thương thì hãy hiểu những gì tích cực mà Trấn Thành muốn chia sẻ trong câu nói của mình. Tôi khẳng định có mình ngày hôm nay là nhờ có quý vị khán giả. Cả cuộc đời yêu nghệ thuật từ nhỏ, Trấn Thành luôn luôn tìm mọi cách để theo dõi và học hỏi những điều tốt đẹp nhất, để có được nhiều kiến thức sử dụng cho mục đích biểu diễn, nhằm mang lại cho khán giả những vở diễn hay nhất, đàng hoàng nhất. Nghệ sĩ cũng không phải là một thánh nhân, đôi khi họ cũng có phạm sai lầm. Mong quý vị khán giả hiểu rằng, Trấn Thành chỉ muốn mang lại cho mọi người những điều tốt đẹp nhất, chứ chưa bao giờ đi ngược lại chân thiện mỹ mà mình đặt ra. Xin quý vị khán giả nào đã thương Trấn Thành thì hãy bỏ qua hết cho Trấn Thành về những phát ngôn, hành vi mà khiến mọi người không hài lòng trong thời gian vừa qua. Một lần nữa Trấn Thành xin được nhận lỗi sâu sắc vì tất cả những gì đã làm khiến mọi người hiểu lầm và buồn lòng. Xin được ghi nhận để có thể tự thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với sự đón nhận của quý vị. Mong muốn rằng trong thời gian sớm nhất, tôi sẽ mang đến hình ảnh một Trấn Thành mới mẻ tích cực hơn trong mắt công chúng. Trấn Thành chia sẻ thêm.